Thị trường tôm thẻ nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long ngày 11 tháng 8 năm 2023, một số nhà máy như sao ta, Khang An ngày hôm nay tiếp tục tăng giá tôm thẻ cỡ 50 con 1 kg, tăng 2.000 đồng 1 kg, trong khi giá cỡ 20 đến 30 con 1 kg tại sao ta tiếp tục giảm 1 đến 5.000 đồng 1 kg. Như vậy sau thời gian tập trung tăng giá mạnh hơn cỡ 30 con 1 kg về lớn để hút hàng vào cuối tháng 7, Xu hướng các nhà máy đang giảm nhu cầu nhập thêm nguyên liệu cỡ lớn, trong khi vẫn ưu tiên nhập các cỡ 50 đến 80 con 1 kg, giữ giá ổn định hoặc tiếp tục tăng lai rai. Cụ thể giá mua tôm thẻ nguyên liệu tại các nhà máy lớn, chủ yếu cỡ 80 con 1 kg về lớn. Theo đó, giá thu mua tôm thẻ tươi tại các nhà máy khu vực Sóc Trăng như Sa Mét, Khang An, Sao Ta với cỡ 20 con 1 kg hiện ở mức 158 đến 181.000 đồng 1 kg cỡ 30 con 1 kg ở mức 137 đến 147 000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 102 đến 117 000 đồng 1 kg, thẻ tươi, đạt kháng sinh, đối với tôm thẻ ngâm, giá mua tại các nhà máy tài kim anh, khánh sủng cỡ 30 con 1 kg ở mức 111 đến 122 000 đồng 1 kg, cỡ 80 con 1 kg ở mức 76 đến 83 000 đồng 1 kg, thẻ ngâm, đạt kháng sinh tại Cà Mau, giá tại các nhà máy Minh Phú, case đối với hàng. Tươi, cỡ 80 con 1 kg đạt 90 đến 91 000 đồng 1 kg, cỡ 30 con 1 kg ở mức 131 đến 134 000 đồng 1 kg. Đối với cỡ 20 con 1 kg, giá mua của Minh Phú ở mức 158 000 đồng 1 kg, đạt kháng sinh, với hàng ngâm. Giá mua của cây cỡ 30 con 1 kg ở mức 115.000 đồng 1 kg. Cỡ 80 con 1 kg ở mức 79.000 đồng 1 kg, đạt kháng sinh, giá thu mua tôm thẻ ướp đá tại đầm khu vực Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu cỡ 80 con 1 kg về lớn duy trì ổn định trong ngày hôm nay. Theo đó, giá tôm thẻ tại đầm cỡ 80 con 1 kg hiện ở mức 82 đến 84.000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg đạt 94 đến 96.000 đồng 1 kg. Cỡ 30 con 1 kg đạt 122 đến 124.000 đồng 1 kg, cỡ 20 con 1 kg đạt 175 đến 180.000 đồng 1 kg, đạt kháng sinh, lượng giao tôm thẻ nguyên liệu về các nhà máy chế biến tại Sóc Trăng. Cà Mau tiếp tục giữ ở mức thấp kể từ đầu tuần, giá mua tôm thẻ ướp đá tại các nhà máy gia công đi thị trường Trung Quốc, chủ yếu cỡ 90 đến 120 con 1 kg, nhìn chung ít biến động.